Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị. Cũng lâu quá rồi, em cũng không có để ý. À quên, em cũng chào luôn mấy anh em bắt nháo ở bên kia thế giới nha. Chết quên, không chào. Bây giờ chắc có cái định nghĩa mới rồi. Gọi mấy anh ba que xỏ lá với này cái gì vẹn vàng với này cái gì đu càng, em thấy hình như nó hơi hơi có cái gì đó nó cũ rồi. Có khi cái từ bát nháo này nó phù hợp đấy. Nghe mà tức cười quá đi. Em xin phép em chia sẻ cái quan điểm cá nhân của em thôi nha, cái góc nhìn cá nhân của em thôi. Còn mọi người, cô chú anh chị nhìn theo cái hướng nhìn như thế nào, đánh giá như thế nào thì đó là quan điểm cá nhân của cô chú anh chị. Em cũng không mang tính chất định hướng và em cũng chia sẻ cái quan điểm cá nhân theo cái ý hiểu của em thôi, cái cảm nhận của em thôi, cái góc nhìn của em thôi, chứ nó không mang tính chất là mang lại cái vấn đề là định hướng dư luận hay là cái em không đủ tầm đâu. Nói thật, nếu mà nói định hướng dư luận thì không đủ tầm, hay là mình mang tính chất bỉ bôi, hay là mình mang tính chất miệt thị, hay là mình hạ thấp cái kênh này, đánh giá hạ nhẹ cái vai trò của anh kia thì không đúng. Thế nhưng mà em nhìn theo quan điểm cá nhân và em sẽ lấy ví dụ để so sánh thôi. Mọi người đã biết rồi, đúng không ạ? Thì vào chiều ngày 10 tháng 9 2023 đó, thì ngay sau cái lễ đón chính thức mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam chúng ta đã đón tiếp ông Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Thì ngay sau đó đó, ngay sau cái lễ đón chính thức đó thì tại trụ sở Trung ương Đảng, chúng ta phải 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 hiểu rõ nhé, tại đây là tại trụ sở Trung ương Đảng nhé, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao tại Hoa Kỳ đến thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì cũng qua 10 năm rồi, cái việc Việt Nam xác lập cái quan hệ đối tác toàn diện thì Việt Nam chúng ta đã và Mỹ đã, sau khi mà hai vị, đúng không ạ, ở Việt Nam chúng ta thì lãnh đạo đảng, đảng lãnh đạo, đúng không ạ, là Tổng Bí thư đứng đầu đã cùng với lại Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã đi đến thống nhất và tuyên bố là Việt Nam Hoa Kỳ nâng, đúng không ạ, nâng cái quan hệ nâng cái tầm quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện Đúng rồi. vì hòa bình hợp tác. Là cô chú anh chị trong và ngoài nước cũng như tất cả các cái kênh thông tin, thông tấn, báo chí trong nước, ngoài nước, quốc tế và mọi nơi, nếu như mọi người và quan tâm để ý đến cái cuộc viếng thăm này thì đều đã được nghe một cách gọi là toàn vẹn cái thông cáo báo chí, có nghĩa là cái phát biểu báo sau báo, đối với báo chí đó, và cái tựa là cái tuyên bố đó về cái hợp tác nâng tầm chiến lược giữa hai nước đấy, nâng tầm quan hệ đấy. Thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước, sau đó là đến ông John Biden ông phát biểu sau. Thì cái nội dung chắc mọi người đã nghe một cách nó đầy đủ toàn diện rồi, nó không có cái gì mà chúng ta phải phải lăn tăn nữa. Thì ở đây trong em đầu tiên em phát biểu về cái ý đầu tiên là về cái bài phát biểu của hai vị lãnh đạo. Đầu tiên là cái chỗ mà quan điểm của em thì em nhìn nhận á, khi Việt Nam và Mỹ nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì đối với cá nhân em là người dân Việt Nam, em cảm thấy nó cũng mừng mừng cho cái quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đó là về cái chung. Còn về cái riêng thì em cũng cảm thấy mừng, bởi vì khi mà chúng ta có thêm một cái đối tác nữa mà nó lại là chiến lược toàn diện nữa thì nó lại mở rộng thêm nhiều cái lĩnh vực hợp tác phát triển nữa cho Việt Nam chúng ta. Thì với cá nhân em thì em hoàn toàn ủng hộ và em cảm thấy cái điều đó là đáng mừng. Để chúng ta khẳng định Rồi. thêm một điều nữa, khẳng định thêm một điều nữa, đó là đối với cái mà trong cái nghị quyết đại hội của Đảng á, Cộng sản Việt Nam đã nêu rất rõ rồi, và cũng thừa kế cái tinh thần
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt Nam chúng ta là bạn, đúng không ạ? Sẵn sàng là hợp tác, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thì cái này là một cái bước có thể nói là khẳng định cái nghị quyết của Đảng nó rất là đúng đắn và nó phù hợp với thời đại thôi. Thì cái đó là em thấy nó rất là bình thường. Thế nhưng em để ý có mấy cái chi tiết như thế này trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái đầu khái quát lại cái chuyến thăm cũng như là gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo rồi của chính phủ Hoa Kỳ cũng như nhân dân Hoa Kỳ đã dành cái sự đón tiếp trọng thị đối với Tổng Bí thư khi được mời sang thăm Hoa Kỳ vào năm 2015, đúng không ạ? Sau đó thì bác Tổng Bí thư có nhắc đến một cái chi tiết, đó là vào tháng 6 thì Hoa Kỳ cũng đã mời Tổng Bí thư sang thăm lại Hoa Kỳ. Thế nhưng do cái điều kiện mà công việc Tổng Bí thư của chúng ta chưa sắp xếp được, thế nên là Tổng Bí thư chưa sang thăm được. Để chúng ta nghe rõ nhé. Tại sao em đề cập cái chi tiết này? Bởi vì là trước khi mà cái chuyến thăm của ông Joe Biden đến Việt Nam đó, thì nó diễn ra nhiều cái thông tin bát nháo lắm. Thông tin mật, rồi thông tin nguồn tin đáng tin cậy, rồi theo tình báo Hoa Nam, rồi là theo mấy cái thằng chui gầm giường nữa, đúng không? Nó bảo là Việt Nam đang rất là cần, đang rất là cần. Bây giờ là hiện nay là Việt Nam đang bị tàu cộng cưỡng ép rồi tùm lum hết, Việt Nam đang cần một cái thế rồi chỗ dựa rồi cần phải thế này phải thế kia rồi vân vân và vân vân hết, nên Việt Nam bây giờ là đang mong muốn, là rất là mong muốn, thậm chí là cực kỳ mong muốn là Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam để mà thế này để mà thế nọ rồi để bảo kê để bảo che bao che rồi để che chắn rồi để cái gì má nhà nó chung quy nó đủ các câu từ cả. Thế nên là em rất là ủng hộ cái vấn đề anh Minh Giang anh gọi là cái bọn truyền thông ở bên hải ngoại là cái bọn bắt nháo là đúng thôi, không sai thế nào cả, nó như cái phường trèo vậy. Thì cái này để chúng ta khẳng định là trước cộng đồng quốc tế, giữa chính phủ và đoàn cấp cao của hai nước, Tổng Bí thư của chúng ta đã nhắc lại rất rõ ràng, đó là vào tháng 6 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cụ thể là Tổng thống đã mời tôi đến thăm nước Mỹ, quay trở lại thăm nước Mỹ, nhưng vì đúng không ạ, tôi chưa sắp xếp được đấy, công việc ở nhà đã còn nhiều, đúng nhà là thế bao nhà, đấy, đấy chúng ta cứ nói một cách nó dân dã, nó là như thế. Đó cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là trong cái vấn đề hợp tác mà Tổng Bí thư nói rất rõ và có đề cập đến, đó là hợp tác, đúng không ạ, trên tinh thần là vì hòa bình, hợp tác phát triển, tôn trọng thể chế chính trị này, đúng không ạ, độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, rồi là đặc biệt là cái đường lối, đúng không ạ, cái đường lối của Việt Nam từ xưa đến nay. Và trong cái bài phát biểu đó Tổng Bí thư nói rất rõ, đó là quan hệ cái vấn đề mà nói về cái vấn đề 4-0 đấy, đúng không ạ, vấn đề 4-0 đấy, đó là không trong cái sách trắng quốc phòng Việt Nam đấy, có nghĩa là 4-0, đúng không ạ, là Việt Nam về không có đặt căn cứ quân sự, rồi không có sử dụng vũ lực, đe dọa vũ lực, rồi không có cái này cái kia vân vân cả, rồi không cùng với nước này để chống nước nọ vân vân, có nghĩa là mọi người có thể đọc một cách nó đầy đủ và nguyên văn hơn trong cái bốn cái điều của sách trắng quốc phòng Việt Nam, thì mọi người có thể tìm để đọc. Thì cái đó là cái mà chúng ta có thể thấy được là rất là rõ, là Tổng Bí thư nói rất rõ là hợp tác cùng có lợi nhá, đôi bên cùng có lợi đấy, vì hòa bình phát triển, nhưng mà trên tinh thần là tôn trọng thể chế chính trị rồi vân vân cả đấy mọi người, và trên cái đảm bảo các cái vấn đề về cái thực hiện đường lối quốc phòng 4-0 đó của Việt Nam. Cái tiếp theo nữa em để ý đến, đó là cũng trước khi mà ông Joe Biden ông ấy sang Việt Nam đó, thì cũng cái bọn bắt nháo đấy nó đưa ra là gì, đợt này Tổng thống Mỹ sang thì chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam là phải chọn phe, một là theo Mỹ, hai là theo Nga, còn không thì phải thế này phải thế kia, rồi Mỹ sẽ thế này thế nọ. Thì đúng cái bọn này nó bắt nháo thật,
không biết nó thiểu năng trí tuệ hay là nó cố tình nó làm cái thông tin như vậy để nó câu view câu like thì em không biết. Nhưng trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nói rất rõ, đối với các tình hình phức tạp và xung đột quốc tế, là Việt Nam mong muốn các bên đối thoại giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng các cái nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Đúng rồi. Cái điều đó đã khẳng định rất rõ, đó là Việt Nam không ủng hộ bên nào cả, mà chỉ lựa chọn lẽ phải thôi, dứt khoát quan điểm là như thế, và đường lối ngoại giao Việt Nam từ xưa đến nay là như vậy. Rồi cái vấn đề mà cuối cùng mà em để ý, đó là cái mà trong cái clip chúng ta nghe là chúng ta có thể thấy, khi mà bác Tổng Bí thư tuyên bố nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, đây là vấn đề cốt lõi, đúng không ạ? Mọi người vỗ tay, nếu như mọi người xem clip sẽ nhớ chi tiết này nhé. Khi tuyên bố xong thì mọi người vỗ tay, và bác đã ngập ngừng, bởi vì khi bác đang định nói nữa thì mọi người vỗ tay, bác đã dừng lại và bác có nói là đây là vấn đề cốt lõi. Nhưng mà phía sau chúng ta mới nói là đây mới là chỉ là bước mở đầu thôi. Mở đầu thôi. Đúng rồi. Giống như kiểu chúng ta đi học là chúng ta mới học lớp 1 thôi. Sau đó là còn chờ các cơ quan ban ngành của hai chính phủ, hai quốc gia tiếp tục đàm phán, đúng không ạ? Thảo luận để đưa ra những cái mà điều khoản nó phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ hai, hiến chương Liên Hợp Quốc. Thứ ba là pháp luật của hai nước. Và thứ tư nữa là gì? Đôi bên cùng có lợi. Thì nó mới đảm bảo, dĩ nhiên nó còn nhiều yếu tố khác, nhưng em chỉ nêu một vài vấn đề như vậy. Thì khi đó, ví dụ, bàn về vấn đề hợp tác, về ví dụ như là sản xuất máy bay chẳng hạn, đúng không ạ? Thì Việt Nam chúng ta có thể là tôi đồng ý, tôi sẽ nghiên cứu sử dụng quỹ đất, rồi là tạo điều kiện về cơ chế, thủ tục vân vân. Đấy, rồi là vân vân cả. Thì với cái điều kiện mà anh phải đảm bảo cho tôi là, thứ nhất anh phải là chuyển toàn bộ công nghệ, đấy, chuyển toàn bộ máy móc, hệ thống sản xuất các thứ sang đây. Rồi về công nhân, đấy, về nhân lực là anh phải ưu tiên người Việt Nam. Ví dụ như là có những kỹ sư hay là công nhân thông thường thì anh phải ưu tiên, ví dụ thế. Rồi ví dụ như anh ở bên Việt Nam này, anh sản xuất khoảng 10 năm, 20 năm thì anh phải bàn giao công nghệ lõi. Công nghệ lõi thì mọi người có thể tìm hiểu, nhưng tí em sẽ khái quát. Đấy, anh cơ bản giao lại cái công nghệ lõi cho tôi, ví dụ thế, như thế này thế kia. Thì dĩ nhiên là khi hai bên người ta thỏa thuận, nó phù hợp với cả hai bên, thì lúc đó người ta mới ký. Thì ở đây để mọi người có thể thấy được là trước đây đó, trước khi chuyến thăm này, nó có rất nhiều các cái thông tin mà em nói thật, nhiều khi em thấy hoa mắt chóng mặt đau đầu với mấy anh chị này luôn. Nào là việc Mỹ phải ký cái hiệp định dẫn độ thì với đủ điều kiện để nâng tầm, rồi là thế này thế nọ thì với đủ điều kiện nâng tầm. Các anh các chị không có nhà bình luận ở đấy, không biết là các anh các chị có hiểu được cái vấn đề là trước khi hai quốc gia người ta làm một vấn đề gì đó, người ta đưa đến một cái thỏa thuận gì đó ký kết, thì có khi người ta đàm phán cách đấy cả 2-3 năm rồi, người ta đi qua đi tới đi lui. Chúng ta cứ để ý cái thời gian gần đây, chúng ta thấy không, từ phó tổng thống Mỹ, rồi là ngoại trưởng Mỹ, rồi là bộ trưởng tài chính, rồi là tà la tùm lum hết, người ta đi qua người ta đi lại, đúng không ạ? Rồi chưa kể các cái cuộc điện đàm nữa, người ta bàn tới bàn lui, thì mới dẫn đến cái chuyến thăm này và đến một cái tuyên bố như vậy. Chứ mọi người nghĩ là trong một cái lịch trình chỉ có khoảng cứ cho là một ngày đi, nếu tính thời gian 24 giờ từ chiều ngày mùng 10 cho đến chiều ngày 11 thì nó khoảng 24 giờ. Đấy, còn chưa tính thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, đúng không ạ? Dự tiệc chiêu đãi, thì lấy đâu ra thời gian mà người ta bàn thảo hết tất cả các nội dung vấn đề đấy để mà nâng tầm? Người ta đã có bàn bạc trước rồi, người ta đã có sự tính toán, đã có sự thảo luận với nhau, đúng không ạ? Đã có đàm phán với nhau từ trước đó rồi, giữa hai quốc gia, hai chính phủ, hai các cơ quan ban ngành rồi. Đấy, thì ít nhất nó đạt được ở mức độ nào đó thì mới có cái bước đầu là như thế này. Đấy, mọi người hiểu là như thế. Còn cái dẫn độ đấy có thông qua hay không, nó lại cả một cái vấn đề sau nữa. Thì có vấn đề bác Tổng Bí thư có nói rồi, đây mới là chỉ mở đầu thôi. Còn nó có thành công hay không là còn phụ thuộc vào các anh nữa. Chúng ta hiểu là hiểu như thế.
đúng không ạ? Các phần mềm phụ thuộc vào các anh nữa. Bây giờ điều kiện của các anh sang đây, đúng không ạ? Các anh thăm chúng tôi, những cái yêu cầu, đấy, những cái điều kiện về để phù hợp với lại quốc tế cũng như là lợi ích quốc gia anh, thì trên tinh thần là chúng tôi sẽ có thể đáp ứng những cái vấn đề này. Thế nhưng ngược lại anh cũng phải đáp ứng tôi những vấn đề này thì nó mới là thành công. Có nghĩa là cháu mới học lớp 1 thôi, còn cháu muốn tốt nghiệp lớp 12 thì nó phải trải qua thêm 12 năm học. Đấy, nói rõ là như thế. Đó là cái vấn đề mà cái bài phát biểu của bác Tổng Bí Thư. Còn về cái vấn đề mà phát biểu của ông Tổng thống Mỹ Joe Biden thì em đề nghị đến 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là ông có nói á, là trải qua mấy chục năm như vậy, đến ngày hôm nay quan hệ Việt Nam với Mỹ đã lên đến mức như thế này, là chúng ta cũng trải qua từ cái giai đoạn mà xung đột, đúng không? Ông không nói đến cái vấn đề là xâm lược, mà ông chỉ nói là xung đột thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể hiểu một cái điều đó. Nếu mà đã xung đột thì hai bên đấm nhau, đúng không ạ? Mà hai bên đấm nhau thì Mỹ, Việt Nam chắc chắn là không đưa quân sang Mỹ để đấm nhau với Mỹ ở bên Hoa Kỳ rồi. Thì cái chiều ngược lại thì chúng ta có thể dễ hiểu thôi. Đó là gì? Đó là Hoa Kỳ đã đưa quân sang Việt Nam. Và cái này nó còn thêm một cái chi tiết nữa. Đó là vào chiều ngày 11 tháng 9, có nghĩa là vào ngày hôm qua đó, trước khi ông về đó, thì ông có hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thì trong đó có cái vấn đề đó là trao kỷ vật chiến tranh cho các cựu chiến binh. À, chúng ta có thể hiểu là như thế. Là trong cái vấn đề đó là vấn đề giữa Việt Nam và Mỹ trải qua các cái vấn đề là thăng trầm đấy của lịch sử. Đấy là bọn tôi đã đem quân sang là bem các anh. Đấy, bây giờ chúng tôi sang là chúng tôi đặt quan hệ được, mong muốn là nâng tầm là như thế. Cái vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai đó là ông Joe Biden này ông có nói một trong những người bạn của ông là ông John McCain là một thượng nghị sĩ, và ông này có thể nói là một cái người mà thúc đẩy rất là lớn trong cái vấn đề bình thường hóa quan hệ Việt Nam cũng như là thúc đẩy cái mối quan hệ phát triển giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì nó lại có một cái sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, đó là ông John McCain ngày xưa đó, ông là con của hình như cũng của một ông đô đốc hay một ông tướng gì đó của Mỹ đó, ở hạm đội 7 thì phải. Đó, thì ông cũng là một trong những phi công đã sử dụng máy bay ném bom miền Bắc. Thế là vô tình thế nào bị các cụ nhà mình tóm được. Đấy, mà hiện nay có cái bức phù điêu mà người lính Mỹ mà đội cái mũ phi công mà giơ tay đầu hàng đấy, mà ngày hôm qua ông Joe Biden trước khi ông về ông ra ông tưởng nhớ đấy. Đấy, giống như o du kích nhỏ đúng không? Dạ đấy, thì cái nội dung thứ hai mà ông đề cập đến là một trong những nguyên nhân mà ông ấy ra, ông ấy tranh cái gọi là tranh cử à, đúng rồi, thượng nghị sĩ á, năm 1972, đó là vì ông không có muốn chiến tranh, ông muốn chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đó. Nếu mà chúng ta hiểu theo một cái nghĩa nào đó, theo một nghĩa hẹp thôi, thì đồng nghĩa với việc ngày xưa đó là mấy anh Ngụy bị rút ống thở là một phần phiếu của ông Joe Biden, bảo sao mấy tay bên kia nó thù ông Joe Biden cũng đúng thôi. Nó đi bỏ phiếu là nó cũng chửi, nó chửi. Có cái clip ở trong, có cái clip mà nó dựng hình nộm ông Biden lên, nó đấm thùng thụp thụp ở chung. Chúng xem clip đó chưa? Có đề cập đến năm ngoái, em có nghe được cái câu là last week đấy, last year đấy, năm ngoái đấy, có một cái, ông lấy một cái ví dụ mà năm ngoái là có một cái công ty của Việt Nam đã mở cái nhà máy sản xuất xe điện cũng như pin ở cái bang Bắc Carolina gì đấy, đúng không ạ, với cái vốn đầu tư là như 4 tỷ đô la, tạo là công ăn việc làm cho khoảng 7.000 người hay 7.000 người. Đấy, đó là minh chứng cho sự hợp tác thế này thế nọ, đấy, cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Thì đó là ba cái vấn đề mà em có để ý đến cái mà Tổng thống Mỹ phát biểu cũng như là vừa rồi là cái
lời phát biểu của Tổng Bí Thư. Đó là em chỉ để ý những cái nội dung đó thôi. Chứ còn về các cái vấn đề cụ thể các bên giữa hai đoàn cấp cao của hai nước cũng như lãnh đạo của hai nước người ta bàn thảo như thế nào thì dĩ nhiên là chúng ta không được biết, đúng không ạ? Không biết được. Hay em có chia sẻ mấy cái nội dung như vậy thì có thể là nó cũng không được trọn vẹn, nó cũng chưa được đầy đủ, thì cũng hy vọng cô chú anh chị có thể là chia sẻ thêm, đúng không ạ? Để em học hỏi thêm cũng như là có thêm những cái kiến thức để em học hỏi. Thì em lần nữa cũng cảm ơn anh Thư Quang và cô chú anh chị đã quan tâm để em chia sẻ buổi live tối nay. Cảm ơn Dung.